Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn Quang Linh. Còn bây giờ có một ca sĩ được rất nhiều người yêu cầu, nhiều đến mức mà chúng tôi nghĩ rằng không cần phải bốc thăm, quý vị cũng sẽ vỗ tay ngay khi nghe tiếng hát của anh. Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ đã xa rồi.